Đây, cây này hiện tại mà cây này xì mũ nè. Cây này xì mũ mà hiện tại giờ là đang khắc phục lại là cái vết mũ này, lết xì mũ nó ngưng nè anh em. Thì đây là cái lớp da mà Nam Lùng mới khự ra nè. Nó khự ra là hiện tại giờ á là nó đã lành cái lớp da nè, nó lành là lành ngay chỗ cái phía này nè. Nó không có bị còn gọi là bị xì mũ vô trong cái lớp da mới nữa. Đó, thì ảnh phun hai loại thuốc. Nó là hai loại thuốc đó là ngưng luôn á. Đây nè, đặt vừa rồi á nó bị xì mũ rồi, quay ngang bắt đầu á là cho phun thuốc vô, cho phun thuốc vô thì tứ gốc luôn, phun xong rồi tứ gốc luôn. Thì bây giờ là cái vết mũ này, vết xì mũ này nó đứng luôn rồi nè, nè đứng luôn rồi. Thì coi như là cái vấn đề xì mũ thì được rồi nè anh em. Nghĩa là nó ngưng tới cái lớp da thôi, nó bị xì mũ, nhưng mà nó bị tới cái lớp da đó là quay ngang tới lớp da nó khô lại liền. Nè, cái vết da này khô lại nè. Nè. Nó khô lại rồi. Cây này vậy là khô đó nha. Nó đứng rồi đó. Ừ, nó khô. Màu lá này nó còn ấy mà còn tư nè. Khô gan rồi nè. Tại vì á mình môi cái lớp da ra mình thấy là cái gì? Tới cái lớp da nó đứng lại rồi. Đứng cứ ngắt lại. Ừ. Ủa, vậy là thuốc này ok nha, chịu nha. Cái cây mà sau lưng Nam Lùng đó là cây đó, đó là mà cái bị bệnh là em bọc dây em làm dấu đó, 16 cây vậy là tôi khỏi ăn khỏi ngủ, nó gầu á, nó cũng lá cũng ồ gan rồi đó anh em ơi. Này là nó bị xì mũ, xì mũ thì mình đã khắc phục lại cái hướng khắc phục lại nè. Thì cái hướng khắc phục của Nam Lùng thì cho phun ở trên cây và tứ gốc luôn, tứ luôn. Thì hôm nay thì cái cây nó đã đứng lại cái vết xì mũ rồi, thì coi như là cái màu lá hiện tại giờ nó cũng còn bình thường luôn nè. Nè, nó không có si cây mình, đứng bình thường rồi. Nói chung là cũng khá là mừng, thì cũng coi như là hiệu quả rồi đó, hiệu quả đó, ok đó. Nè anh em, nè anh em thấy xịt vô cái vết bệnh nó khô lại luôn nè, nó khô gan lại luôn, nó không có nhầy 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 nữa nè. Nó là coi như là mình phun thuốc vô, vậy là cái thuốc nó đã thấm hiệu quả rồi đó, nó đã hiệu quả. Bởi vì ra là cái cây nó đã đứng được cái vết bệnh này, nó đã đứng được rồi nè, là nó vẫn còn phát triển, vẫn còn mà gọi là đưa về cái năng sức của mình vẫn bình thường nha anh em. Chứ để anh em nói xì mũ mà không có cách trị thì thật chắc là xì mũ vẫn có cách trị chứ không phải là không có cách trị. Tại vì anh em á không có xài thuốc cho nó tới á, thì không có đúng thuốc, không có đúng loại thuốc á, thì nó không có trị được cái vấn đề xì mũ này đâu. Đó, đó là xong rồi nè, nó khô gan, nó lành cái lớp da là luôn rồi, hết bị rồi. Ừ, thì trái vẫn mang trái bình thường luôn. Nói chung là xì mũ thì có cách trị chứ không phải không có cách trị nha anh em. Để nhiều khi anh em nói là xì mũ cây cưa cây này nọ thì không có. Khô gan lớp da luôn nè, khô gan luôn rồi, hết thầy nhầy rồi. Nói chung mà anh em mà xịt thuốc vào á mà nó bị thầy nhầy nữa là coi như là nó vẫn còn bị á. Còn lần này là phun thuốc vô nó đứng luôn, lớp da khô gan luôn nè, nè đó, nó khô gan luôn rồi đó. Nó chỉ có nó bị một phía này thôi đó, nó bị một phía này nè. Thì quay ngang á thì nó vẫn còn bị bình thường, còn đối với cây này thì nó đã khô rồi, cái lớp da nó đã khô gan rồi thì không sao chứ. Quay mà đó, này gì là coi như là nó có loại thuốc đặc trị được cái vấn đề xì mũ này nè. À, anh em thấy không? Xì mũ thì nói chung là nè, khô gan luôn nè. Để Nam Lùng quay cho anh em coi nè, để nhiều khi nói anh em không tin. Đó, hiện tại giờ nó bị lên tới đây đúng không? Nó bị lên tới đây nhưng mà cái lớp da này là nó bị hư rồi đi. Nhưng mà nó hai bên mé da nè, anh em thấy nè, nó cứng ngắt luôn nè. Nè, cứng ngắt luôn nè. Nó cứng ngắt luôn. Đó.
Đó, nghĩa là nó đã thấm thuốc rồi đó, nó chịu thuốc rồi đó, là quay ngang cái vết xì mũ này á, là coi như đứng luôn. Đứng luôn, đứng là nó không có bị hiện tượng bị xì mũ nữa. Đó, vậy là ok đó anh em ơi. Vậy nói chung là Nam Lùng sẽ chia sẻ cái bí quyết này lại cho tất cả anh em, để nhiều khi anh em vườn của anh em mà bị á, thì Nam Lùng sẽ áp dụng cái công thức này. Nam Lùng sẽ khuyến cáo bà con nông dân mình phục hồi cây, dưỡng cây lại, đặc trị được cái vấn đề con nấm Phytophthora này, để cho cái vấn đề trên vườn của mình á, nó còn lại được năng suất nha. Chứ không phải là nói mà xì mũ mà anh em cưa cây là không có nha. Thôi video mình cũng kết thúc tại đây nha anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho cái kênh Nam Lùng nha.